Cuộc chiến ở Syria mang lại nhiều điều khủng khiếp cho người dân, nhưng cũng làm xuất hiện nhiều câu chuyện cổ tích khó tin. Mới đây, một người mẹ trẻ đã bị trúng mảnh đạn trong một cuộc không kích khi đang trên đường đến bệnh viện sinh con. Cậu bé buộc phải chào đời khi mẹ đang bị hôn mê và tưởng chừng như không thể sống nổi, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Mẹ của đứa bé, cô Mayisa, khi đang trên đường tới bệnh viện sinh con thì gặp phải một cuộc không kích tại thành phố Aleppo. Người mẹ trẻ đã ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê sâu sau khi bị các mảnh đạn từ cuộc không kích găm vào bụng. Cô nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện quyết định thực hiện ca mổ lấy thai nhi khỏi người Mayisa. Tuy nhiên, họ thậm chí không chắc chắn đứa bé trong bụng có thể sống sót hay không, và ngay cả bản thân người mẹ liệu có thể vượt qua ca mổ này hay không với vết thương nặng như thế. Khi được đưa ra khỏi cơ thể mẹ, các bác sĩ thấy rằng đứa trẻ không có dấu hiệu sự sống. Tuy nhiên, bằng mọi cách, tổ y tế vẫn cố gắng thực hiện các thủ thuật hồi sức. Và bằng sự nỗ lực của họ, đứa bé đã hồi sinh kỳ diệu và cất tiếng khóc chào đời đầu tiên. Và thật may mắn, người mẹ trẻ cũng may mắn được cứu sống. Hiện hai mẹ con đang được chăm sóc trong bệnh viện.